Hello, xin chào quý bạn và các vị. Thì để tiếp tục kéo dài hơn cái series vẽ về động vật của kênh Ký Họa Đường Phố, thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cách vẽ một loài động vật vô cùng đáng yêu. Đó là một con bò sữa. À quên, một cô bò sữa. À, tất nhiên là không phải chú bò sữa rồi. Thì cách vẽ này thì khá là đơn giản. Thì chúng ta cần sử dụng bao nhiêu nhỉ? 7 hình tròn trong tiêu phần mô tả ngoài ảnh bìa video mình đã ghi là 3 hình tròn nhưng mà thật ra là 7 hình tròn. Thì cách này đơn giản thôi, mình đã thực hiện rất nhiều lần. Mọi người chỉ cần theo dõi ở trên video và thực hiện cái bước theo như mình làm. Nó khá là đơn giản. Đơn giản ở chỗ là các em nhỏ cũng có thể thực hiện được. Hoặc là bạn nào mà chưa nghĩ ra cách gì để vẽ hoặc là muốn tìm một cách vẽ nhanh chóng để vẽ một con bò thì mọi người có thể xem clip này. Video thì mình đã làm khá là chi tiết, do đó phần hướng dẫn thì mình có thể sẽ không nói nhiều bởi vì để cho mọi người quan sát trên video là đủ rồi. Tuy nhiên thì có một số lưu ý dành cho các bạn, đó là khi vẽ một con bò sữa thì như mình xem ảnh ở trên mạng, thật ra mình chưa bao giờ nhìn thấy con bò sữa ngoài đời. Thì đa phần là mình thấy cái lưng nó khá là thẳng các bạn ạ. Cái phần mông thì nó không to đâu, cái phần mông thì nó lại như kiểu là nó bị teo vào ấy, teo nhỏ vào ấy. Còn về phần chân thì mình thấy vẽ tương đối giống khi vẽ con ngựa. Bò sữa nó khá là cao các bạn ạ. Cái hai nữa là ở chỗ đằng trước ức của nó ấy, thì nó có một cái như kiểu cục thịt nó trồi ra cái yếm con bò ấy. Thì đây mình đã sử dụng một hình tròn ở đấy để mình vẽ chỗ đấy cho nó dễ. Một hình tròn nữa nhỏ nữa là ở chỗ phần bình sữa. Thì anh em có thể nhìn thấy. Sau khi vẽ xong thì chúng ta chỉ cần đắp da thịt vào thôi. Phần tai thì cũng tương đối là đơn giản. Ở phần khuôn mặt thì chúng ta sử dụng 3 hình tròn. Một hình tròn lớn là để cho khuôn mặt rồi. Còn một hình tròn nhỏ là cái phần mõm. Một hình tròn trên cùng thì là để vẽ cái cục của u nó lồi lên trên đầu. Ở chỗ đấy thì mọi người có thể vẽ sừng hoặc không vẽ sừng cũng được, không quan trọng. Thì mình xem ảnh trên mạng. Xem ảnh trên mạng. Nhìn thấy có con có sừng có con không. Chết rồi anh em ạ. Tự dưng lại ho sốt thế này, chết. Nhưng mà thôi, vẫn cố gắng hoàn thiện video cho anh em theo dõi. À, tiếp tục nào. Thì chỗ phần khuôn mặt mình vẽ bằng hình tròn thì về sau khi chỉnh sửa thì các bạn sẽ gọt cho nó nhỏ bớt cho nó dài nha. Đấy, có hình dạng dài kiểu như kia. Còn một cái nữa là cái phần vẽ cái phần móng guốc. Móng guốc, mình cứ bị nói nhầm cái từ này. Thì tương đối giống là khi vẽ con ngựa. Cơ bản là các bạn cũng vẽ giống như cái clip mình vẽ con ngựa cái phần móng guốc. Nhưng mà chỉ cần ở giữa cái móng guốc đấy thì chúng ta xẻ một cái đường ở giữa là nó thành chân của con bò. Bởi vì bò không phải là loài guốc lẻ mà loài guốc chẵn. Có nghĩa là chân có hai móng ấy. Thì về lưu ý thì cơ bản nó như vậy thôi. Thì cái phần dựng hình bằng 3 hình tròn này thì mình sẽ chỉ dừng đến đây. Còn phần sau của video thì mình sẽ dựng hình bằng cái phương pháp dựng khung xương của con vật mà mình mới hướng dẫn ở gần đây. Thì dù sao cách đấy nó cũng chuyên nghiệp và nó sẽ cho một hình con động vật nó chính xác hơn. Còn về các phần đánh chì vẽ khuôn mặt rồi là đánh bóng viết các thứ thì nó cơ bản nó giống nhau. Thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả, các bạn bật phần mô tả lên và quan sát, các bạn sẽ thấy các phân đoạn của video thì các bạn chỉ cần vào đấy quan sát là được. Dù cách dựng hình nào đi chăng nữa thì cái quá trình về sau nó cũng giống nhau mà. Thì đây, cách dựng hình này nói chung thì để dành cho các em nhỏ, dễ thực hiện nên là mình để lên đầu để mọi người tiện theo dõi. Phần dựng hình sau thì nó chi tiết hơn nên là mình để nó phía sau. Thì cách dựng hình nào cũng được, các bạn cảm thấy thực hiện được theo cách nào thì các bạn sẽ thực hiện theo cách đó. Nói chung là cách nào thì cũng dễ cả thôi, rất dễ. Chỉ cần các bạn quan sát kỹ video và thực hiện theo là được.
Ở phần 2 của phân đoạn dựng hình này thì mình sẽ sử dụng cái cách là vẽ khung xương của con vật. Thì như rất nhiều clip trước đây mình đã từng làm thì các bạn chỉ cần dựng một khung xương khá là đơn giản. Thì bao gồm các bộ phận là hộp sọ, xương sống, lồng ngực và các chi là các bạn có thể thực hiện được. Thì cũng tương tự như những video trước thì mình sẽ không nói nhiều nữa. Các bạn hãy quan sát trên video. Nếu đoạn nào cảm thấy khó thì các bạn có thể dừng lại và thực hiện từng bước. Thì chúc các bạn thành công. Nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc gì thì các bạn có thể trao đổi với mình qua Gmail hoặc là phần comment. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Giờ các bạn hãy quan sát video. Thì cái phần nào khó khăn ấy thì mình sẽ nói để phân tích cho các bạn hiểu. Ok các bạn. Giờ đến phần chúng ta vẽ khuôn mặt. Thì thực sự là mình rất muốn trình bày chi tiết cái phần này một cách đơn giản và dễ hiểu nhất để cho các bạn theo dõi. Tuy nhiên thì có một vấn đề mình đang gặp phải mà mình cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đó là cái chuyện nó bị chói cái bóng ánh sáng. Mình sử dụng cái bóng LED tiết kiệm điện ấy. Chiếu vào khi mình đánh chì này lên thì nó bị phản xạ lại ánh sáng, đâm ra nhìn rất nhòe. Những cái chi tiết như lúc mình vẽ cái mắt này thì mình không tài nào mà mình có thể vẽ làm sao nó nhìn rõ cho các bạn. Tuy nhiên thì về cách thức chung thì khi vẽ mặt một con bò thì các bạn hình dung nó là cái mặt, trước hết là cái mặt nó tương đối là dài.
thì cái phần mũi của nó thì nó sẽ bị phình ra một chút kia. Cơ bản thì mũi nó cũng giống mũi trâu, trâu bò thì cơ bản nó cũng giống nhau. Thì cái phần lông đen ở hai bên ấy, thì theo như mình quan sát thì những con bò sữa nó sẽ có hai bên má nó sẽ bị cái lông nó màu đen đấy các bạn. Thì còn ở phần giữa là trắng. Thì trước hết thì các bạn cứ vẽ lên khung hình, xong sau đó là dùng bút chì 3B các bạn đánh một lượt chì đi, xong sau đấy lấy tăm bông các bạn di lại thì nó sẽ được cái hình như này. Xong tiếp theo là các bạn dùng cái tẩy set để các bạn tẩy lại những cái vị trí đấy. Thì quá trình vẽ thì mình phải sửa đi sửa lại cái đôi mắt này, bởi vì là cái thứ nhất là nó bị chói sáng, mình vẽ nói chung là khó nói, nói chung không làm cho các bạn có thể quan sát rõ được cái phần đấy. Mắt thì mình vẽ bình thường, khá bình thường. Cái phần mi trên cong, mi dưới thì nó thẳng hơn một chút. Mắt của trâu bò nói chung thì nó khá to và nó có một cái hàng lông mi rất là rậm ấy, đặc biệt, rất đặc biệt cái hàng lông mi ấy. Thì có lẽ ở phần cuối video thì mình sẽ để cái đoạn mình vẽ mắt là mình sẽ quay camera sang hướng khác để nó không bị sáng để các bạn nhìn lại cái phần này nhá. Thì còn bây giờ các bạn thì cứ lấy cái tẩy set này các bạn tẩy những cái phần sáng trên khuôn mặt thôi. Phần giữa cái sóng mũi này lên phía trán nó là lông trắng. Đấy, thì mình cứ tạm thời như thế đã, tí nữa mình sẽ vẽ lại cái phần này. Nói chung thì sau khi đánh chì một lượt như này thì các bạn sẽ dùng cái bút chì kim thì các bạn đánh những cái sợi lông nhỏ xuôi xuôi theo cái chiều khuôn mặt ấy, thì nhìn nó sẽ chân thực hơn. Còn chỗ lỗ mũi kia thì các bạn tô màu đen, dùng bút chì đậm. Khổ quá, tìm mãi không thấy cái bút chì 8B ở đâu. Thế đâm ra mình lấy 6B để mình vẽ, đâm ra là cái phần lỗ mũi này nhìn nó không được sâu cho lắm. Về phần thân của con vật thì vẫn như mọi khi mình vẽ. Thì bây giờ mình sẽ dùng bút chì 3B để mình đánh tối sáng qua một lượt, xác định những cái vị trí tối và đánh nó qua một lượt. Còn những cái phần sáng trên cơ thể con vật thì các bạn cũng đánh một lớp mỏng chì 3B nhé. Nói chung là phần nào mà nó tối hơn thì các bạn đánh nhiều lần hơn hoặc tì mạnh tay hơn cho nó tối hơn một chút. Còn những phần sáng thì các bạn cũng đánh qua một lượt, tí chúng ta sẽ duy trì lại toàn bộ cái những cái phần đấy. Thì những phần tối sáng trên thân của con bò này thì vẫn như mọi khi, thì cái phần bên dưới thân con bò thì nó sẽ tối hơn. Những cái vị trí khuất như nách, rồi là cái chân ở phía khuất thì nó sẽ tối. Hai nữa là phần dưới cổ, cằm cổ. Xong sau đấy là các bạn vẽ những cái hình cái lang đen ở trên người nó ấy. Thì cái những cái vết lang đen ở trên người nó màu đen ấy, thì nó chủ yếu tập trung phần cổ này, phần ở giữa thân con bò này, ở đằng sau đít này một tí này. Đấy, cơ bản là những cái chỗ đấy thì nó sẽ có những cái đen. Thì những cái khoảng lông đen ấy, da đen ấy, thì các bạn đánh chì nó đậm hơn tí. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Mình chưa di chì đoạn này nhá, mình cứ vẽ lên như này, tí mình duy trì sau mà còn sửa nhiều. Đấy. Sau khi làm xong cái công việc đánh chì thì bây giờ các bạn sẽ di chì. Thì mình do cái hình vẽ mình trên giấy A4 nó tương đối là nhỏ nên các bạn sẽ thường thấy là mình sử dụng cái tăm bông để mình đánh. Hoặc bạn nào có thể có cái bút giấy, cái đầu bút giấy nó cũng khá là nhỏ thì di nó cũng hợp lý. Thì cái phần khoang đen này các bạn di nó mạnh tay hơn, đấy, nó nổi bật lên. Thì nói chung là vẫn như mọi khi, các bạn có thể nhìn thấy mình tô lại một chút này, vừa tô vừa di cũng được, không sao cả, làm cho cơ bản là làm cho nó nổi lên như này đấy. Sau khi dùng
tăm bông di chỉ xong thì các bạn có thể tô lại các đường nét, xóa đi những cái phần mà mình bị chườm ra giấy. Rồi là ok. Ở phần chân thì như mình đã nói từ đầu video thì ban đầu cách vẽ của nó thì nhìn chung là nó cũng tương đối là giống khi vẽ chân con ngựa. Chỉ có khác điều là các bạn ở giữa cái móng này các bạn vạch đến một đường cong chia đôi cái phần móng ra thì nó thành cái móng guốc kiểu là guốc chẵn. Đây là hai cái chân trước này, cái đoạn này là mình đang bị bóng sáng nó chiếu và nó phản xạ ánh sáng nhìn rất mờ. Đấy các bạn cứ nhìn thực hiện như cái phần chân sau nhá thì nó cơ bản nó như thế thôi. Khổ quá không biết sử dụng cái cách gì để cho nó đỡ hơn. Ở đây thì tiếp tục ở phần thân thì quay trở lại phần thân thì lúc này thì sau khi đã đánh chì xong thì mình sẽ sử dụng bút chì đậm 7B, 8B, nhưng mà do mình không tìm thấy cái bút chì đấy của mình đâu, đâm ra mình lấy bút chì 6B để mình đánh. Thì thực ra là nhìn nó đậm lắm các bạn ạ. Nhưng là vì do nó bị lóa nên là nhìn nó bị phản xạ ánh sáng này nên nhìn nó không đậm, chứ thực tế là mình đang tô nó đậm hơn đấy. Thì các bạn cũng thực hiện y như vậy. Đây các bạn có thể nhìn thấy phần cổ này nó không bị lóa thì nhìn nó rất đậm. Chia thành những cái vị trí đấy. Đoạn này là đoạn mình bực mình nhất vì cái bóng đèn này. Không làm cách nào để cho nó hết thì được nên các bạn nhìn rõ những cái vệt chỉ do mình ấn mạnh tay. Đấy. Thì tô xong thì đối với những cái đường lang màu đen này thì các bạn dùng bút chì các bạn tô lại cái đường diềm nhé. Bởi vì thực tế thì là cái những khu vực màu đen trên thân con bò này nó phân biệt khá rõ ràng với khu vực màu trắng. Đấy nên là mình phải làm cho nó nổi bật và tách biệt hẳn với cái phần màu trắng. Ví dụ như phần cổ này các bạn có thể quan sát thấy là mình đã tô để cho nó hiện cái mảng đen nó tách biệt hẳn với mảng trắng. Phần bầu sữa này các bạn để nó trắng hơn tí. Để nó trắng sáng hơn tí này. Thì nói chung là bước này thì cũng khá là đơn giản. Các bạn vừa tô lại chì mà vừa dùng cái tẩy kia. Để đến khi nào được như ý muốn. Một số phần tối hơn như phần nách rồi các phía chân đối diện cũng vậy. Ở phần đuôi thì các bạn sẽ có vẽ một cái đuôi dài và có một nhúm lông ở cuối. Ở cái nhúm lông này thì vẽ như kiểu vẽ tóc người. Thì mình có cái bút chì bấm 2B ở đây. Bút chì bấm 2B ngòi 0,5mm. Thì các bạn cứ đánh nó bình thường. Hai nữa là phần trên đỉnh đầu con bò thì những sợi lông nó tương đối là rõ. Thì các bạn cũng thực hiện tương tự như phần lông đuôi. Sau khi thực hiện xong toàn bộ các giai đoạn kia thì mình sẽ được một cái hình như thế này. Đây là mình sẽ quay cái ánh sáng đi để nó không bị ấy, không bị chói. Nên các bạn nhìn thấy rõ không? Những cái phần đen trắng lúc này nó hình nó mới nổi bật này. Xin lỗi các bạn vì cái sự bất tiện về cái bóng đèn ấy nhá. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng khắc phục cái điều đấy. Nghĩ ra một cách nào đấy để cho nó không bị như thế nữa, cho các bạn dễ quan sát hơn. Thì bây giờ về tổng thể cơ thể con bò coi như là cũng đã gần xong rồi.
các bạn có thể dừng bức tranh ở đây cũng được, thì nó cũng tương đối là ổn rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ thực hiện tiếp chỉnh sửa, ví dụ như ở đây là các phần tai, tiếc khuôn mặt rồi trên cơ thể thì mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Ở đây là mình sẽ vẽ thêm các cơ bắp và đánh nhẹ một lượt lông mỏng trên cơ thể con vật. Đây thì mình vẽ thêm các bó cơ nữa này, vẽ thêm bó cơ ở các phần như kiểu là cái chân trước và cái chân sau. Hai cái phần đấy là những cái bó cơ là nó tương đối là nó nổi. Thì ở đây các bạn cứ quan sát này, những cái vị trí cái bó cơ này, mình sẽ nhìn vào cái ảnh, một cái ảnh bản gốc để mình vẽ. Hai nữa là mỗi khi vẽ thì mình cũng không chỉ nhìn vào một cái ảnh gốc đấy mà mình quan sát rất nhiều ảnh của những con bò khác ở những góc nhìn khác để mình nhìn ra những vị trí cơ bắp. Thì mọi người có thể chưa nắm vững được những cái khối cơ nó như nào thì mọi người có thể quan sát trên hình mình vẽ như nào thì vẽ theo như vậy. Video của mình đến đây là cũng chuẩn bị kết thúc. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì trong quá trình theo dõi, nếu có vấn đề gì thì các bạn hãy tương tác lại với mình. Có rất nhiều cách, comment hoặc email thì mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc và những cái phản hồi của các bạn. Dù là khen chê như nào thì mình cũng đều tiếp thu, bởi vì mình cũng cần phải tiếp thu để mình thay đổi cách vẽ của mình và cũng chỉnh sửa một số cái lỗi mà ví dụ trong quá trình thực hiện mà mình có sai chẳng hạn. Thì cũng hy vọng mọi người nếu cảm thấy video có ích thì hãy dành cho mình một lượt like và hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình sẽ có điều kiện để ra được những video tốt hơn nữa hướng dẫn đến mọi người. Thì với những video dễ kiểu như này thì mọi người có thể hoàn toàn hướng dẫn con em của mình để thực hiện theo, giúp các cháu làm quen bước đầu với lại những cái hình khối hội họa, nó cũng khá là đơn giản. Thì chân thành cảm ơn mọi người, chào tạm biệt. Feel like